Hai Như. Hai. Xin chào độc giả của báo Phụ Nữ Việt Nam, mình là Trúc Như. Chào Trúc Như, hình như là em từ phim trường em chạy về đây đúng không? Dạ, yeah. Nhìn tới đây cái là bị bắt. Em đang từ Bình Dương cùng ekip phim Đường Phố Khắc Nghiệt 3. Đó là cái dự án mà của em và cả team tụi em, đó là cái tâm huyết ấp ủ gần 3 năm. Hôm nay là được 3 phần và hy vọng là nó sẽ được chào sân ra thành một cái dự án điện ảnh lớn. Trong phim thì em cũng như thường lệ là vào vai Cascade đúng không? Dạ không, cái phim này là em đóng vai một nhân vật nữ. Đó là trong một cái hội anh em với nhau. Thì từ nhỏ là không cha không mẹ thì lăn lộn với nhau để mà kiếm sống. Thì nó sẽ có những cái pha hành động mà bắt buộc em phải dỡ cái sở trường Cascade của em ra. Là một người mẫu nhưng mà Trúc Như lại có một cái hướng đi rất là khác biệt. Đó là em làm một công việc của Cascade. Thì trên phim trường thì công việc của em như thế nào? Ra thì cái Cascade là một cái công việc mà đòi hỏi cái người đó cần phải có cái độ bình tĩnh, độ tập trung rất là cao và phải gọi là có máu liều thì mới thực hiện được những cái pha hành động nguy hiểm. Mà em, bản thân em thì thích những cái thử thách, những cái trò chơi mà mang tính mạo hiểm, có thể là nhảy dù, nhảy lầu, đua xe, té xe các kiểu. Thì thông qua cái công việc đó em cũng đam mê diễn xuất, thì nó sẽ kéo gần em tới cái nghề diễn viên, cái ngành diễn viên hành động nhiều hơn. Tức là em đang đi đường vòng nhưng mà em sẽ trải qua được những cái đam mê, những cái thử thách mà lúc trẻ em đang rất là sung sức và em rất là thích những cái đó. Một hình ảnh đà nữ thì với Trúc Như thì em đã xây dựng như thế nào? Thì em bước đầu cho em đó chính là những cái kỹ năng cơ bản về võ thuật em phải có. Thì khi ra mình làm bất cứ cái gì liên quan tới võ mình đều làm được, tự mình làm, không cần một cascade nào đúc. Và bên cạnh đó, song song đó chính là cái thần thái, cái nét mặt của mình khi mà lên phim. Chỉ qua cái ánh mắt thôi là cho mọi người thấy được mình là một người rất là mạnh mẽ và kiên cường. Đó là cái đà nữ mà em hướng tới. Chị có nhìn thấy các hình ảnh của em là sử dụng các xe phân khối lớn, rồi trong các cảnh cháy nổ nữa. Thì chắc chắn ấn tượng của em với các cảnh đó rất là nhiều phải không? Dạ đúng rồi, thường xuyên thực hiện những cảnh đó. Cái đó là những cái vai mà em đóng, là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là em sẽ đúp, lúc mà làm cascade em sẽ đúp cho những diễn viên chính để mà hai họ thực hiện những cái cảnh đó mang tính chất nguy hiểm cao. Em có thể nói một câu chuyện cụ thể nào không? Một cái cảnh của chị diễn viên gì mà bây giờ đang đóng mới vừa rồi Mẹ Chồng Nàng Dâu ta, Bảo Thanh. Đúng rồi. Đó là cái cảnh đó là đúp cho chị Bảo Thanh chạy chiếc xe Attila mà phải bay ra cái cầu rồi bay xuống sông, mà cái cầu đó tức là cái cầu đó không phải, nó thay vì cái cầu mà xe mình trượt lên như vậy á, thì nó rất là dễ, như cái cầu nó bị ngang như vậy, nó bị chuối như vậy. Tức là em phải chạy hết lốc để mà em rồ ga nó ra, xong rồi vừa ra khỏi đó là em quăng chiếc xe em chạy luôn. Thì cái vai của em nó bị vướng vô cái cành cây, thì đó để là một cái sẹo. Hầu như là em làm những cảnh hành động nhiều quá riết là em thấy nó như một thói quen luôn á. Nó như là cái việc mà em ăn cơm hàng ngày á để sống, và đó là những cái mà em làm việc hàng ngày để em sống. Vì sao mà Trúc Như lại có một cái sự dịch chuyển rất là khác biệt như vậy, từ một model mà em lại chuyển sang cascade? Em đam mê diễn xuất, nhưng mà lúc đầu khi mà em muốn thi vô trường sân khấu điện ảnh đó, thì gia đình em cho muốn em học bên quản trị kinh doanh để mà tiếp nối công việc của anh chị em. Nhưng mà em quyết định là mình sẽ đi đường vòng, là bằng con đường cascade. Nó sẽ kéo gần em tới cái diễn xuất nhiều hơn. Và chính là ngày hôm nay chính là câu trả lời của em dành cho cả gia đình em, là em cũng có thể tham gia được những dự án phim lớn, cũng có đóng vai chính và vai phụ. Ngay cả ở độ tuổi này luôn, hiện bây giờ em đang bị chấn thương, đó là thoát vị địa điểm cấp độ 2. Chỉ mới 27 tuổi thôi, hơi sốc. Em chưa quyết định bỏ nghề luôn, tại vì em còn muốn những cái khác nó khó khăn hơn nữa, mà mình chưa bao giờ thực hiện, và ở Việt Nam chưa ai thực hiện luôn. Mình muốn mình sẽ là như vậy, sẽ làm được những cái như vậy. Trúc Như có mua bảo hiểm tai nạn nghề nghiệp không? Thật ra thì không có ai mà dám bán bảo hiểm cho cascade á chị. Tại vì cascade luôn bị thương nghề nghiệp nên không ai dám bán. Mẹ em làm bảo hiểm mà chị. Thì
mẹ có, em nói với mẹ là tại sao mẹ không mua bảo hiểm cho con, mẹ không để con mua này nọ, con bị thương hoài à. Mẹ nói là hỏi là làm nghề gì, làm cascader không ai bán đâu, đừng có mong mà người ta bán cho cascader vì người ta biết là sẽ đền cho cascader hoài à, nên người ta không bán. Rồi sẽ duy trì được cái nghề này bao lâu nữa hả Trúc Như? Hiện tại thì em chưa muốn bỏ nghề, không hề có ý định là bỏ nghề luôn. Em sẽ cố gắng đến khi nào mà mình cảm thấy mà mình mệt mỏi và mình không còn sức lực nữa em mới thật sự là buông nghề ra thôi. Em vẫn còn đam mê với cascader rất là nhiều và vẫn còn muốn theo cái hướng diễn viên hành động, vẫn còn muốn trải nghiệm những cái mà đang cái độ tuổi mình còn rất là trẻ, vẫn muốn thử nghiệm. Cảm ơn em.